I had it. Sẵn sàng luôn ha cả nhà nha, vừa tinh tế vừa tiện mà vừa đẹp. Mọi người mặc quần tây là phải cho ra cái phông dáng và cái chất liệu nó phải là hàng cao cấp nha. Mọi người mặc quần tây là phải... Oh my god. Để chào. Để chào. Cái nhúng như vậy. Put it in the trash. Oh, màu vani rất. Nó sẽ làm một cái phiên bản nguyên thơ pháp để cho cả nhà mình cải thiện cái này đây. Mấy chị nhìn thấy. Thiết kế lại một cái mã hàng nó tỉ mỉ hơn. Có một ngực rất là sang chứ ơi. Che bụng đi khỏi bàn là cái phần nách không có làm. Is there something wrong with this windshield wiper? Bốn cái như vậy mấy bạn. Cái viền nách này mổ không có sâu đâu ạ. Em làm cạn lắm. Thì những chị nào mình mặc áo ngực thì mình sẽ cái viền nách này mổ. Maxi dài quá cứ tự cắt lên giùm em. Rồi ok. Bắt đầu nhận đơn được chưa? Hai maxi dài quá. Đang gọi tên của nó ở phần tin nhắn. Sau đó là mọi người sẽ ủi theo cái chiều ly của nó sẽ vào cái ly xếp như em đang mặc luôn. Sau đó là mọi người sẽ ủi. Đồ co giãn con này đỉnh lắm nha. Đồ co giãn con này đỉnh lắm. I knew it. Okay, here we got Maria filled off. Đó là khi mà mình cần mình lập mình đi không cho đó nó sẽ làm tinh vi lắm và nó đẹp. Oh, darling. I knew that was gonna happen. Oh no, I hope I don't fall. Có thêm một cái
khuya vậy? Tay suông. Rồi những cháu áo kiểu và 55-56 khi quay đầu về. Kêu chuyển từ tiền đó mà mọi người thấy nhiều ghê lắm. Nên là mình không tin, thà mình có. Con như vậy thì nó sẽ định hình được phong dáng của mình tốt hơn. Chị nào mà thích mặt. Ok. Tại vì con này mấy chị tìm ở thị trường không có. Không có mấy chị. Còn mua được với She wants you to push her. Dài thì nó cũng không quá dài nhưng nó ngắn, nó không ngắn thôi em chị. Chốt sai cú pháp là mã không có nè, không ấn vốn em được nha. Rồi A9, mấy chị đang gọi tên của nó ở phần trên cái phần ngực á. Phần ngực á. Grab your stand. Đây là vani. Rồi. Đây sẽ là nâu tay. Trên từng cái từng vòng luôn. Từng cái vòng áo, eo, trên từng cái từng vòng. What are these creatures, huh? Nice and easy. Down. Oh my god! The exercise is down. Oh! Yes. Now we go. Kết giữa khách hàng và shop, mọi người mua hàng sẽ hạn chế bị sót đơn. Đó, mấy chị biết trong kết giữa khách I got it. Mọi người mặc size gì mọi người chốt size nấy, mọi người thích màu gì mọi người ẩn gì mọi người. Mọi người mặc size gì mọi người chốt. You can do it. Màu bò. Màu bò. Oh. Đậm. Nâu tay. Đó. Và nó đậm. One of these. Là mát, nó sẽ co giãn.
Không phải ai cũng biết cái này. Nhiều khi á mọi người, tụi nó làm tàu quần sẽ có được size S và M, SL66, ML70. Bắt đầu tàu quần sẽ có được size S và M, SL. Một chiếc đầm tiếp theo, đầm hay xét không biết này, nhưng mà just wanna close the door on me. What did I do? Một chiếc đầm tiếp theo, đầm hay xét không biết này, nhưng mà rồi. Đây nha mấy chị. Xinh lắm. Quần xuông như vậy. Đàn hồi thì body của mình. Em mặc thử cho mấy cái coi. Bây giờ ứng. Nhìn thử giống như em sẽ cho lên đơn chiều nay luôn, và sẽ cho full like cái lượng lại. Em sẽ cho lên đơn chiều nay luôn, vô đẹp lắm đó. Không mặc quần thì mình cứ mặc chiếc váy này cho em. Chiếc váy này em cặp. Mấy chị cứ mua và test đi. Cái dòng này mấy chị em chia sẻ lên, mấy chị cứ mua. Do the same. Rồi tranh thủ đi bạn ơi. Tiếp tục cho em là xong. Oh no, I hope I don't fall. Bao đẹp đúng không? Can I get jump off? Sáng toàn không?
cầu ngày hè là cầu chạy xuống cầm đứng cầm Who's there to get? What did you do? Còn những cái tông màu này thì em lại có trên những cái mẫu khác nên em không mua nữa. Còn mấy chị thì sao? Còn những cái tông màu này thì em lại có chín ngàn mà ngay hôm nay em chưa hết. Chiếc váy là 9 ngàn mà ngay hôm. Đi uống hoặc buổi đi chơi nhẹ nhàng hoặc là mình mặc ở nhà. I hit the ball so high that you could believe it. Apple. Cấp mấy chị ở chất vải là gòn gần quá. Cái dòng chất này nó đã lắm rồi, dày. Cấp mấy chị ở chất. Oh my god, you're so stupid. Wow. Vậy mà không được cái thằng thanh ôn không đơn giản. Đang cầm cái túi cầm hoặc là S là L 66 ngực dưới 84. M là L 70 ngực còn thấp hơn. S là L no.
still here. Go away. Nani? What? Thì chỉ có đúng một khu đất nâu bò, trong vòng 5 phút được mọi người chốt thôi.
tay ngắn nó mọc đất. Mông tôn từng vòng luôn. Cái thứ ba nữa là chị em mình sẽ thấy là những cái bạn tâm diếp này, ngực mông tôn từng vòng luôn. Nó là lên tâm diếp với chị mình dùng những cái sản phẩm xếp bộ này, mọi người có thể đi tung tăng. Của nó là lên tâm diếp với chị mình dùng những cái sản phẩm xếp bộ này, mọi người có thể đi tung tăng đi. Của nó là lên tâm diếp. Và đặc biệt là chồng cổ là phía Sam có chai dây kéo không vậy? Qua màu đen nhé. Qua màu đen nhé. Để chưa? Rồi ok. Hồng. And he did it. Oh. Mọi người ngoài cái rất là khó giặt thôi. Nó ngại những cái vấn đề mà không có giặt má. Mọi người là màu ánh xám nha. Em đang mặc là màu xám đậm. Mấy chị bấm là màu ánh xám nha. Em đang mặc là màu xám đậm. Mấy chị bấm là màu ánh xám nha. Gọn là ok. Đó, rồi chơi luôn các bạn. That was on film, folks. Here he is. Cuối cùng sẽ là màu đen, mã B3 kèm màu có hơn ha. Size 58 cuối cùng. 60 kg quay đầu về. Rồi chuẩn bị qua luôn cho em con này B1. Dạ không nha chị Hoa. Chốt giùm em là mã số 11. 11 có màu xanh. Luôn nha. Trời ơi, ở trong livestream này rồi mà bỏ lỡ tiếc lắm chị. Xám trắng. Xám luôn nha. Trời ơi, ở trong livestream này rồi. Hơi ít mẫu thôi nhưng mà thật sự hiện qua mình bán chị cũng chưa bán hết. Chưa bán kịp. Get into our garage about it. Làm cũng vui, tay thì là tay to con như vậy. Yên tâm giùm em độ dài quần lá.
103 xăng. Nếu em chia sẻ trợ giá, khung giờ vàng 2 phút là còn 170 bình luận đó là 100. Oh my god, you're so stupid. Rồi, trong vòng 3 phút giúp em ạ. Chúc mấy chị mình lên đơn thành cấp mấy chị ở chất vải là gần gần xá. Cái dòng chất này nó đã lắm rồi, nó dày, cấp mấy chị ở chất vải. You have to like run. Oh god. No. Ready, set, go. All right. Show me your squat. Hold it. Go. Nó thành ra ba lớp, một lớp cứng, một lớp đệm và một lớp lót. Cái độ giặt không xoáy, không xoáy không vắt. Hôm nay thì đầm về nhiều nè mấy chị. Xét tiệc cũng có những cái mặc áo. Hôm nay quỳ ra thì đầu tiên là mình sẽ giặt, sau đó mình ủi. Mà giặt thì với giặt quỳ tất cả những cái chi nhánh công ty nó đều sẽ đứt hàng cái dòng vải này, không sản xuất nữa. Nên là em tất cả những cái chi nhánh công ty qua màu đen nhé. Qua màu đen nhé. Giúp em. Còn màu gì nữa bạn? Qua màu thôi. Giúp em. Còn màu gì nữa không bạn? Đúng cho mình chị đúng không? You alright? I'm fine, I was right.
chị lấy một áo đi, bỏ cho anh lên, bỏ cho mấy cái vô. Chiều dọc thì kiểu từ combo này cho em đi, trắng cùng váy đen, đen cùng váy trắng như thế này. Ủa, combo không cho thời gian lâu nữa đâu nha cả nhà, thì phải nhanh tay nhanh tay nhanh tay. Và mẫu này em làm khi tay cho nó thời gian lâu nữa đâu nha cả nhà. Cái này chốt không kém rồi, tặng luôn cho một vị khách hàng đi. Video to get out. Ôi ôi, cái màu nâu đang mặc đỉnh quá, màu xám đang mặc đỉnh quá. Rồi em muốn. Cái váy này mặc lên nhìn chân nó dài. Rồi tranh thủ các bạn ơi. Tiếp tục cho em là sẵn. Thầy đứng xa nhìn thôi. Quá. May đúp đó. Và mình phải chọn chất liệu phù hợp. Và mình phải dựng thêm một. Rồi cuối cùng sẽ là màu tím nha. Em lên phòng thờ con. Mấy chị go. Rồi con này sẽ là A8 và A8. Rồi con này sẽ là A8 và sẵn sàng để mà mình lên mã nha, đừng đi đâu hết. Đó, thông báo nhẹ nhẹ vậy và sẵn sàng để mà mình lên mã. Màu này còn bao nhiêu bộ? And she scoots away. Oh, terrible idea. Màu tiếp theo đây là màu bò. Oh!
nó sẽ có một cái sợi dây dính bên dưới, mỗi người một cái chiếc xác thể này. Stop it. Man, what are you doing? Man, what? Chị cứ mua và test đi. Cái dòng này mới chị. Em chia sẻ lên với chị cứ mua. Hai chị được tặng nữa đi, em chỉ bắt đầu lên luôn. Hai chị được tặng nữa nha. Hai chị được tặng nữa đi, em chỉ bắt đầu lên. Áp sát cái body của mình, áp sát cái da của mình rất là trơn luôn. Diện quen chị Lê Lê, tám chị Quỳnh Như, chim Nguyễn A, tám chị chị Diện Quen, chị Lê Lê. Nhắn bên em. Oh yeah. Xin lý. Oh my. Lý hết triệt để, không pha ni lông. Chị mình giặt nó bền hơn mà mình uống nhiều cũng sẽ lý hết. Chị bắt tay to thôi. Lấy màu bơm. Rồi nếu mà mình béo toàn thân mình sẽ chọn bắt tay to. Sorry chị. Vô nha mấy trẻ, hôm nay em đổi nha. Wow. Rồi tiếp tục. Really got it really rough, you know. Vani là một cái bản nó rất là màu, thì cái màu đen, mảy màu đen Nguyễn Hải chưa rồi. Ta à, mảy màu nâu cho chị. Nguyễn màu đen. Đen mảy màu chị nha. Đỏ ớt anh chốt cho mình. Quần đỏ ớt cho chị nè. Bé sáng chấm mờ bên hai mạng. Bé chấm mờ cẩm tú, chấm mờ phát quyền. Ngọc Duyên, Duyên chị nên ngô Hà Na Chính. Chung phương ai chính này. Mãn nè, giá sẽ trở về bắt đầu. Giá sẽ trở về bắt đầu, thì biết chứ rồi. Giá sẽ trở về bắt đầu, giờ trở về ban đầu, chi biết nha mọi người.
Let go. You better be lying. A small country town in Colorado. This is Moxie. Oh, this is nên những chị nào nhiều khuyết điểm ở đôi chân thì chị nhận lấy cái chân váy này cho em đó bên nên những chị cao đì nhưng mà nó nhấn từ cái xương eo từ cái mông đổ dài xuống nó được, nó sẽ đúp lót bên trong luôn rồi mấy chị, đúp lót mà không có bị lộ miếng á, có những dành thiết kế màu be rồi em chỉ qua màu tiếp theo, số lượng ít nhất là qua màu màu be rồi em chỉ chưa sở hữu thì lên đơn ngay em sẽ cũng sẽ set up lại hết let go cả làm việc mấy chị cứ mua và test đi cái dòng này mấy chị em chia sẻ lên mấy chị cứ mua Thank you.
Plunger target practice. I'm telling you right now, seeing see what I needed to see. Is that him? Đã nha, một cái áo là bằng bầu, có đầy viền, dịu eo.
walking behind us. Ly sẻ như vậy. Sếp ly sẻ này không phải là kiểu cọ đâu chị, mà đó chính là okay. Ly sẻ. Thông số đâu. Lưng khung thì coi giảng rất tốt mà nó còn luôn chứ tận dây nữa. Mình muốn rút áo về cái vấn đề thông số đâu. Lưng khung thì coi giảng rất tốt. Khung linh luôn mọi người nè, cái váy mấy chị nhìn này. Em là cái dáng em bị cái điểm là đùi, bự bự. Khung linh. Chúng ta kẹp số liền hôm qua mà một tình trạng là rất là khủng khiếp ở chi đào. You have to like run. Oh god. Tài kiểu ảnh. Thì nếu mọi người mua giá mà chỉ đầm đất lớp, chất lượng là kiểu ảnh. Hơi bị sang, không ai đón được giá luôn. Cái chiếc váy này thiết kế quá là đẹp luôn. Rồi, chị chặt một xíu nó lại phải xử lý lại và bây giờ mới trả hàng. Trời ơi, mọi người tiệc nhưng mà trước khi mà chị sẽ... một mình theo dõi đồng hồ và bắt đầu luôn em ạ. Đây hai nha chị, cắn lên đi. 321 mình cái chiếc set này. Rồi em chị sẽ lên luôn một cái trợ giá tiếp theo cho một cái mã set đó mọi người, cái chiếc set này. Nhiều chị không có sở hữu được. Trời ơi, quá may mắn nha. Chúc chị mà. Em làm cái quần này chuyển mã luôn.
There you go. Oh. Giùm em. Giá hôm nay giảm sẽ. Nice and easy. Down. Oh my god. The exercise is down. Chị Kiều Ngọc Lan nha. Kết giữa khách hàng và shop, mọi người mua hàng sẽ hạn chế bị sót đơn. Đó, mấy chị biết trong kết giữa khách quá là xinh luôn ha. Go Joe. 255 ngàn. Tại vì những cái dòng mà mấy chị thiết kế giờ hoặc là những dòng mà nó đúng. Yeah.
Oh, oh, down he goes. I knew that was gonna happen. Phom đẹp quá chứ gì. Rồi giơ tay vào liền giùm em. Phom đẹp quá. Thấy nha mọi người ơi, cái chất của nó mà già. It bit me. Oh my god, it bit me. I'm not bleeding, but yep. Go. You hit my camera. This is disaster happening. What are you doing? Lean forward! Lean forward! Boo! You know, you're supposed to be at that.
bì. Cái quần này mặc càng ôm càng đẹp đó mấy chế. Chị nào có bụng thì đừng lo, những chiếc quần này sợi vải. Ai đi hình chú à? Đúng cú pháp. D1 kèm số điện thoại kèm nào. Ờ nó đơn giản vậy đó. Gì mấy chị cũng sẽ rất là ưng. Bản quần là lưng cao, mình càng kéo cao càng đẹp. Kèm mã giúp em. Chiều cao để em chỉ ra những cái điểm mà đã được úp chiều cao quá thì làm sao, hôm nay xinh quá thì làm sao đây mấy chị, chốt đơn chứ sao, cháy tốt cũng chấp nhận, quá thì làm sao. Ở giá cho chị em mình cái chiếc váy nè, quần tay dài rồi những cái chiếc quần xếp ly. Con này đẹp quá mọi người, cái túi tay cầm này đi vào. Rồi đây chân váy mọi người biết cũng đẹp luôn. Mình chân tay vào liền cho em nhé. Rồi rồi. Chị ơi, đẹp là chơi tối. Quá đẹp luôn. Rồi cho mấy chị coi. Không ai. Khoáng nhất mình muốn chọn dòng chất liệu cho nó để mà dễ chịu. Mình đi chơi đi ăn khoáng nhất. Lần nữa cho mấy chị để chuẩn bị lên đồng hồ là bên kia mấy chị chốt một đường rồi. Có bao nhiêu thôi để mà giá đó chỉ có hơn 200. Mà mấy chị mình sang được cái hàng đứt lớp như vậy. Đường kia giá đó. Và mình theo dõi giờ đồng hồ kết thúc. Ba đỏ mờ. Còn áo đang mang em chia sẻ đang chạy giá giảm mọi người cho ba màu luôn. Khung giờ ba đỏ mờ. Còn áo đang mang em chia sẻ khối tay này sẽ có túi nha. Dễ thương lắm mới chế những cái dạng này mọi người tập lắm như vậy. Xong rồi. Cái váy này mặc mùa hè xinh lắm. Đúng nè, phần eo kỹ thuật mai sẽ trao chuốt từ cái vai, cái phần phông ngực sẽ cho đúng nè, phần eo kỹ thuật mai sẽ trao chuốt từ cái vai, cái phần phông ngực sẽ cho đúng nè, phần eo kỹ thuật mai sẽ trao chuốt từ cái vai, cái phần phông ngực sẽ cho đúng nè, phần eo kỹ thuật mai sẽ trao chuốt từ cái vai. Cái phần thông ngực sẽ cho dưới nè, phần eo. Yêu khay. Dưới 88, L là eo 74. Ngực sẽ dưới 92 giúp em. Dưới 88, L là eo 74. Ngực sẽ dưới 92. Quá đẹp mấy chứ, màu đen đây nè. Quá sao luôn, thâm lịch rồi.
giữ thẳng lưng ghế, ngồi bình tĩnh. Mà ở đây hội bảo vệ. Nhanh tay nhất. Chị nào mà không chốt kịp thì em chi buồn. I'm ready. 239.000 đồng. Chị yêu mình sở hữu một cái mã mini game được trợ giá đắt mà. Màu đỏ đẹp quá. A11 đó nè trời. Cái vụ đó nè trời. Nhà cung cấp. Mua hàng chính chủ chị Đào thì chỉ có đúng một chân còn sai gì bạn. Quần đồ mang còn ép mờ ngay 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 nha mấy chị. Em chỉ trợ giá còn một chiếc. Không cần phải đi ra. Đánh nhẹ về nó sẽ khép vậy luôn. Đó. Oh my god. You do. Sẽ là sớ gân nha, sớ gân. Hai bên cầu vai là ngang. Ở ngoài cầu bao trời. Chất rip có tông, rất là đẹp. Oh my god. Ôi, khung sơ nghe vòng nào vòng đó luôn. Thực sự luôn là không biết nói là những cái mà cầm cái mình hàng cái này nó làm cho mấy chị mình thất vọng. Tuyên bố một câu luôn. Rồi mấy chị lên luôn cho em tiếp tục là một hai giây cho nó nhiều thì nó sẽ che được cái bản lưng mình. Nguyên cây này đi tiệc bao chặt đẹp tại vì nó tôm được. Bôi ảnh những cái suốt ảnh kỷ niệm cũng được. Thì cái cảnh nào đẹp mọi người nha. Bôi ảnh những cái okay, Rồi qua mẫu luôn chọn cho em quần lót bên trong mặc cái dạng rất là đẹp luôn ạ. Phụ nữ rồi thì không thể nào bỏ qua cái chiếc áo này. Phối áo hai dây, áo tay ngắn, áo cung tròn, áo ba lỗ kiểu gì mọi người có thể phối áo hai dây hay là nói chung là cái bản đi cơ bản nó sẽ là quy ra được 60 kg quay về không cần phải comment sai nha. Kim mũi chỉ như thế này mới chắc chắn được cả nhỉ. Ôi ôi đẹp ha. Cái này còn không ạ? Kim mũi và mọi người ơi, mọi người còn thấy là cái giá nó ốp lên quá rẻ đi mọi người. Sảng khoái hơn, vô mod hơn nữa nha mấy người. Rồi ok, em đi sẽ lên luôn chị. Hơn mạnh mẽ. Mang thêm cái đôi giày cao gót cho em chọn. What are you doing? Vừa phải vừa bóc dáng, vừa sang tận, vừa đẹp, vừa đi đâu cũng đẹp. Đó giờ chưa mặc những cái sơ mi này đúng không? Và mình có thể thử luôn những cái phong cách mà đi qua tiếp đi bạn. Mua được với
trắng nha, màu này lên nhiều da lắm. Stop it. Man, what are you doing? Man, what? Thì 4-5k người coi, bữa thì 200 mấy người coi kìa. Chết rồi. Dù gì đây ta? Thì 4-5k người coi, bữa thì 200 mấy người coi kìa. Đâu đó. A9 kèm bò, A9 kèm đen, phải báo gấp kỹ cái. Này hoặc là ngắn hơn tùy theo cái bức dáng của mình. Rồi nhân ta là liền giùm em. Da bao mặt còn lại đẹp đẹp. Và chị em mình nếu mà ngại mười. Sẽ hở như thế này. Cái phần dây hở nhiều hay ít là cái điểm. I got it video. He said he's doing them right. No sir. Oh my gosh, right by your foot, a snake. There's a snake right by your foot. Kidding. Hai chị em mình nha, anh chị đều sẽ kiểm tra cực kỳ kỹ tất cả. Hai chị em mình. How do you hit the key password? Almost there, you're so close. Bản này về nè, almost there. Lẹ tay mới được. Yes, oh, wait. Đồng chất luôn mấy chị. Cái dòng chất này mọi người rất là nhiều. Rồi chiều dài quần không tăng.
Có cái bao bì qua đây chưa? Mẫu này nè. Đóng mini game này tại đây và mình sẽ lên luôn. What the earth did you do? That was awesome. Rồi cái form của nó là nó chơi nhìn mình đây. Cái form. Yes. Mom, wait. Not at me. Oh, not at me. Oh. Hit the gas pedal. What are you doing? Classic redneck fun right here. Mama tried to speak. Màu trắng.
Quá tôn giả. No way. There it goes. She saw that scene. Ngang ngực sẽ là 87 nha. Oh. Tay mờ vào ngay tối đa là 74. Rất là đẹp luôn ạ. Thì nó làm tối đi cái bộ đồ, nhưng khi sáng thì đen nha, cái sáng cả khuôn mặt sáng này đều sẽ có nhận những ưu đãi nha mọi người. Rồi ok. Mát vô cùng. Quá đẹp quá gọn luôn. Rồi ốc mát vô cùng. Đúng đúng đúng. Rồi em Chi sẽ mặc thử màu hồng cho mấy chị coi. Không có ngán độ nhưng mà phải mặc lên. Rồi. That's how you doing it, Elias. Và mọi người ơi, mọi người còn thấy là cái giá nó ốp lên quá rẻ đi mọi người. Không nha, không giới hạn đơn hàng, chốt thoải mái giùm em. Ngay trong live này còn 215.000 thôi, giảm 20.000 thôi cả nhà ơi. Kết thúc ngay trong live này còn 200. How stuck this thing is. Like I don't even have to hold it. Mấy chế nhưng mà nó còn cực hơn gấp đôi lần bởi vì là mình phải bảo là videotaping. Oh my god.
mình comment nhanh nhất và có lượt chia sẻ. Em chia kiểu áo lắm, từ sơ mi dáng rộng, sơ mi trên những chất liệu linen mỏng. Cả một cái vóc dáng của mình và sáng cả cái làn da luôn á. Công nhân không giới hạn đơn hàng, chốt thoải mái giùm em. Em số điện thoại thiếu trong ba cái này là mấy chế mình không có. Don't sit that way. Hold on, watch Mr. Theo Horn. Jump in! Hey! Đổ một cái miếng nước sôi
One, two, three. Tối giản nhẹ nhàng, cổ điển mà nó sang. Thôi thường lắm, màu xám này. Làm cho mấy chị mình thất vọng. Tuyên bố một câu luôn. Rồi mấy chị lên luôn cho em tiếp tục là một hai. Time now, I wanna get it straight. Rồi, đây là váy. Oh! Đầy nhưng mà nó nhấn từ xương eo từ cái mông đổ dài xuống đó. Màu thì cái màu nào cũng là màu tôn da hết nha mấy chị. Vani là một cái bản nó rất là màu thì cái màu đen, bản màu đen Nguyễn Hải chưa coi. Bản màu nâu cho chị. Màu đen, bản chị nha. Đỏ ớt anh chốt cho mình. Quần đỏ ớt cho chị đặt. Let go. You better be lying. A small country town in Colorado. And this is Bobby C. Nên những chị nào nhiều khuyết điểm ở đôi chân thì cứ nhận lấy cái chân váy này cho em. Đó, bên nên những chị body nhưng mà nó nhấn từ cái xương eo từ cái mông đổ dài xuống đó là được. Nó sẽ đứt lót bên trong luôn mấy chị. Đứt lót mà không có bị lộ miếng á. Có những chị thiết kế màu be rồi, em chỉ qua màu tiếp theo. Số lượng là qua màu tiếp theo. Màu be rồi, em chỉ and that was it. You can do it. Send that to me, Dad. Let go. Quá đẹp mấy chứ ở màu đen đây nè. Quá sang luôn. Sau là hở lưng như vậy, em chỉ có nhiều màu cho chị mình xanh. Màu em đang cầm là màu cacao. Sau là hở lưng như vậy. Còn trên phần hông nó sẽ bắt buộc là ôm nhé, ôm thì lên.
Sơ mi mặc quần tây dài, sơ mi mặc quần tây loe, sơ mi mặc những cái quần tây ống đứng hay là tỉ mỉ làm cái lưng của nó, cái lưng này làm đặc biệt, lưng này là bản thô gọi là ba lỗ chân. Nó nóng á, nó nóng mặc cái dòng vải này ok luôn cho em. Đây, nó nóng. Thì là cũng không phải là cái bản mà nó thường nữa mọi người có thể đi chơi không? Nha thật sự luôn. Còn hôm nay nha, một chiếc áo em đáp về cho tụi mình. Cả mã áo là giá 159.000 đó chị ơi. Mình cứ áo mình lên B3 kìa. Thì á, đầu tiên là mình sẽ giặt, sau đó mình ủi, mà giặt thì với giặt mi. Đây cái áo hở lưng nó đẹp vậy đó mọi người. Đầu tiên. Đầu tiên. Mấy chế mình đừng buồn nhá, mình sẽ săn tiếp những cái điều dặn tiếp theo. Mà trước quần dài lắm. Tell Bravo where you can. Okay. All right, let's get William out of there. Chị kiếm chị. 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 Chị.
Chị ơi, đẹp là chơi tối. Quá đẹp luôn. Không ai cũng nhắn thôi. Rồi cho mấy chị coi. Không ai. Kỹ thuật Mai sẽ trao chuốt từ cái vai, cái phần thông ngực sẽ trao dưới nè phần eo. Oh, you okay? Dưới 88, L là eo 74, ngực sẽ dưới 92, giúp em dưới 88, L là eo 74, ngực sẽ dưới 92. Đấy là I don't know why y'all was lying. I knew that shit worked. Yo, bro, stop playing around, bro. Make my. Hey, yo, my man. Hey, yo, my man. Màu cho chị Suka Sukun 8 màu.
Quý giùm em số điện thoại phải đầy đủ giùm em nè. Cú pháp là phải đúng A8 và kèm màu. Quý giùm em số điện thoại phải đầy đủ giùm em. Kem. Đây là màu nâu. Đây sẽ là màu xanh. Tiếp tới cho em kem. Cái chất liệu này là một cái dòng. You have to like run. Okay. Cái chất liệu này là một cái dòng. Hôm nay và với những bình luận và với những cảm nhận mình mới lên đặc biệt đi du lịch thì phải bỏ vào vali nhỏ, phải bỏ một Hai đen đường.
của con để chuẩn bị đi tiệc đi mọi người. Để sẵn ở tủ đồ đi mọi người ơi. Chiếc áo bồm con này mát mắt lắm mọi người. Ca đi găng xin coi mặt cho mùa. Chưa đưa đâu nhưng mà đưa cho con. Dạ. Quá đẹp. Oh, in the water. Oh no. Rồi cái form của nó là nó chế nhìn mình đây. Cái form. Yes. Cái form lai sao ngoài nó y như vậy đó, ở ngoài nó còn đẹp hơn nữa. Cái màu này nó rất là bay, nó cái kiểu không cái lai sao ngoài nó siêu rẻ như vậy. Hôm nay luôn 235 em chỉ chờ giá rẻ. Thì giá tiền thuê cho một chiếc đầm đẹp như vậy đó. View hôm nay cao mọi người. Mọi người sẽ đặt thuê một khoản. View hôm nay cao quá nên mọi người. Tàu quần sẽ có được size S và M. SL 66, ML 70. Bắt đầu mở. Tàu quần sẽ có được size S và M. Did you want? Look at that! Phần ngực, phần eo và phần hông như thế này. Mọi người. Màu trắng này còn 10 cái đổ lại. I'm gonna be honest with you. If you try to show your butt off, it's flat. Really? Are you an idiot? Dòng này được xử lý rất là kỳ công nên mới chỉ sợ quá nó không. Đó, những cái dòng này xu. Giờ chốt váy trước nha. Váy còn 155 ngàn. Lên liền giùm em đi ạ. Bây giờ anh mới chỉ một bộ. Lên liền giùm em đi ạ. Này bên trong nè. Oh no. You were. Mở bao bì ra. Em không nói là oh dear. Grab this, stand. Ngày hôm nay đã có hàng cho mình rồi. Rất nhiều, rất nhiều. I'm positive I told you not to do this. Oh god. Where are we dancing? Oh my god, is that true? Nó quá là sang luôn. Cái mẫu này đẹp. Hai thôi và mình giặt cái đồ cái gì á không có mà giặt mà I think I like this. Quá đẹp form cho mấy trẻ coi nhé. Thứ nhất á chất liệu vải là cao bị găng đen, nó rất là mát, rất là form. Mà
số điện thoại có đơn ngay ngày hôm nay giảm có 150 triệu. Yeah. Cái khoen kim loại thì thôi. Sau đó là mọi người sẽ ủi theo cái chiều ly của nó và nó sẽ vào cái ly xếp như em đang mặc luôn. Sau đó là mọi người sẽ ủi. Cơ bản nó sẽ là cặp đến nha, giá sẽ còn 235 ngàn, chất liệu này là ưu mỹ thị trường thôi, còn 235 ngàn. Màu và quần xay em học dòng chất liệu này, mã số là 20, màu trắng này còn 10 cái đổ lại. Trời ơi, thời gian hơi nhiều hả, nhưng bạn cứ lên tay bạn thích khoét thì cứ Oh nice. Oh. Giá siêu rẻ cho mấy chị luôn, 219. Có hàng đầu 1 mà 169.000 mà đứt hai lớp nha. Chất liệu len này mọi người, có hàng đầu 1 mà 169.000 mà đứt. Em chốt cho cả nhà. Ok nha, hết màu đen luôn rồi mấy chị ơi, đâu mà chị Vy đi. Cầm cái túi cầm hoặc là cầm cái túi cầm với cái váy là mùa hè xinh lắm. Váy là mùa hè. Let's go. Hồi này ngoan xinh yêu của em đâu rồi, mấy chị sẵn liền cho em con màu trắng này. Đều sẽ tặng một cái quần gờ cho mấy chị mình. Chứ cái đầm này nó không có hở mông, ngay cả 1m7 đều sẽ tặng. Mình cứ giờ sắp bình thoải mái cho một người. Chốt đến khoảng tầm 6-7 giờ. Mình cứ giờ xác bình thoại. Chị em nào thích những cái sản phẩm thì cũng nào thích này nhiều quá. JC, you're good at that. Oh no, JC. Ân là ngẫu hứng nó mới chế. Không bắt buộc là một ngày hôm nay mình sẽ chi ân đi mã. Nhưng mấy chị vào trong live stream, ân là ngẫu hứng nó mới chế. Không bắt buộc là một. Chính ngày hết này quen dần đi. Mỗi màu một. Là màu ánh xám nha. Em đang mặc là màu sẫm đậm. Mấy chị bấm là màu ánh xám nha. Em đang mặc là màu sẫm đậm. Mấy chị bấm là màu ánh xám nha. Màu xám nha. Xinh quá à. Đầm này gọi là đầm mùa hè nha. Xinh quá à. Lụa thì chuyển sang bên này. Năm mươi tám, 60 kg, 62 kg, quay đầu về mặt đúng cái màu mua đầu tiên mà phải mua những cái màu tông bò. Nó là cái màu mua đầu tiên mọi người phải mua những cái màu cho cô này. Cái màu mà ngày hôm nay em chưa biết. Vậy là 9.000 mà ngay hôm nó bán con 199 à. Nhưng hàng không có chất lượng mà kéo theo là nhiều cái gũi go. Ironie. Ôi
ôi cái màu nó đã quá luôn. A6 màu đen còn nhiều hàng lắm mấy chị, cứ thoải mái và vô tư nha. Hôm nay cổ bầu em bé 235, tay ngắn này giảm còn có 209 thôi, nó giảm nhiều hơn. Chị sẽ ra được cho mấy chị hôm nay là xanh lá và đang ở trong phòng kém chất lượng mà lên đây bắn lỗ. Đây là cái mã mà dành cover back không? Gọi là bị say á. Quá đẹp. Thấy mã hàng giá sẽ trở về bắt đầu. Giờ sẽ trở về ban đầu. Khi biết cho mọi người. Mã hàng giá sẽ trở về bắt đầu. Giờ trở về ban đầu. Khi biết cho mọi người. Mở bao bì ra. Em không nói là nó sẽ hơn thịt ba mỡ. Ồ chị ạ. Đánh sập thị trường ngày hôm nay với giá này chỉ còn 100 vừa sang vừa đẹp mà đâu cũng đẹp. Mà áo trắng, màu trắng thì phối hợp màu. This is funny. Phải là mặc mùa hè xinh lắm. Get. Sun. Là chiếc quần này mọi người. Dạng 4 chiều nha mấy chị. Từ phần bắp tay cũng sẽ được may gáp và đo dạng 4 màu luôn mấy chị. Rồi chốt lên mấy chị ơi. Yeah, I'm crying. Tất cả những đơn hàng sẽ chở về không có hàng. You do. Let me move that cover back from. Gọi là bị say á. Quá đẹp. Is that a snake? Is that a snake? Chị em, hồng này là hồng cẩm, rất là ngọt. Xinh quá luôn á, đồ chị em. This is how we go. Rồi, những áo kiểu và... That's what you want. Look at that! Yeah! Cái đầm này nhận đơn lâu cuối. Nani? Cơ bản nó sẽ là được xử lý và cái bố này không có mọi người đó thì cái bố dạ này nó sẽ ngay trong live này còn 215.000 thôi, giảm 20.000 thôi cả nhà ơi. Kết thúc ngay trong live này còn 200 mà cardigan len và bên trong có thêm một cái lớp lót nữa mấy chị. Và khi mọi người mua chiếc đầm này em tặng kèm nè các bạn cardigan. Không báo với mấy chị mình, báo với tất cả chị mình là sắp tới.
rất nhiều với sự góp mặt ngày hôm nay và với những bình luận và với những dày mấy chị. Đây. Wow, xinh quá. Những cái hàng mà được niêm phong dày mấy. Hôm nay thì đầm về nhiều rồi mấy chị. Xét tiệc cũng có những cái mặc áo hôm nay. Rồi ok. Ngay trong live này còn 215.000 thôi, giảm 20.000 thôi cả nhà ơi. Kết thúc ngay trong live này còn 200 trắng đen. Trắng đen. Nice, Jenna. Cái chiếc chân váy này được dập ly rất là nhiều, bên trong có lót mấy chị, bên trong có lót quần nha mọi người, cho cái váy ở ngoài đi. Cái chiếc chân váy này được dập ly rất là nhiều, bên trong có lót mấy chị, bên trong có lót quần nha mọi người, cho cái váy. Lắm mấy chị, nhiều cái rủi ro khi mà mấy chế này nó sẽ lừa nhiều cái lắm mấy chị, nhiều chơi được phải là cái tiền. Okay, go for it. Chọn cái gam màu luôn. Gam màu. Nguyễn Hiền, đẹp lắm. Anh Lê, em học trường. Em học của chị. Ôi trời. Chị, cái mặt tịch. Có ai giống em không? Mua đồ bất cứ gì là cầm. Chị sao chị? Hit the ball so high that you could believe it. Kỳ là đẹp mấy chị, thứ nhất là con dày, thứ hai là nó mát, cái thứ ba là dòng này không thích hàng cao, nó không dày. Không nha, 3-4 phân. Oh no. Trời ơi, hôm qua tiếc dữ lắm luôn. Chứ không bây giờ lại hôm qua nó ra luôn vậy. And he did it. Oh. Chị là xin luôn mã phối mới. Chị nào chưa sở hữu thì lên đơn ngay. Em sẽ. Sau là hở lưng như vậy. Em chị sẽ có nhiều màu cho chị mình săn. Màu em đang cầm là màu cacao. Sau là hở lưng như vậy. Người đi shopping, đi mua sắm hay là dẫn con đi chơi cuối tuần đồ đó rất là dễ mang. Này ở trường mấy chị, nhiều hôm nay chị đào xanh giá rất tốt cho mấy chị mình giá. Là cái gì sao được không mọi người? Chốt áo sao? Rồi em xíu đi, em nắm số lượng thống kê là bao nhiêu còn luôn. Ôi mẹ xịt. Rồi mẫu nha. Những cái cánh áo là ba lô kem. Be đỏ và màu cuối cùng sẽ là tâm mẫu. Chị khách nhà em. Phần cách là mình chọn cái quần lót su. Và cái màu nó phải tìm cái quần. Hoặc là giặt mà bắt rồi học không nâu.
đó là ok. Đang mặc là sáng, đang cầm là nâu. Đủ được vậy. That's why I'm filming, right there. That's why I'm filming. Em luôn nè. 58, 60 kg, 62 kg quay đầu về mặt đúng. Dạ, gì? Quá đẹp. Rồi chị quay ship lên thì ghim mã giá luôn đi. Hai lớp tuyệt vời. Kỳ là đẹp mấy chị, thứ nhất là nó dày, thứ hai là nó mát, cái thứ ba là dòng này phân khúc hàng cao đó. Hey, did you get that on video? Món này em chị sẽ có được nhiều màu nha. Màu đang mặc là màu trắng đen. Don't forget your heart. Mình màu hồng chấm là coi và qua tới màu trắng. Màu đen. Mọi người đừng có lo. Hai cái này em nói chị đi. Nghe đó mọi người. Ngày hôm nay em chia sẻ chợ dài nó đậm hơn. Khoảng quần này thì sẽ đáp bến mình luôn, mã màu be. Mã của nó quá đẹp. Thời gian vào trong cái này.
sẽ đáp bến luôn cho mình luôn, mã màu be. Mã của nó chị quay xếp lên thì ghim mã giá luôn nha bạn, hai lớp tiền. Giá giảm mạnh cho mấy chị ngày ngày hôm nay nhé. Con này em cũng không. Giá giảm mạnh cho mấy chồng sẽ có một cái lớp đệm. Hey babe. Mà nó có mấy như vậy thì mà mình bỏ. Và đặc biệt là chồng cổ là phía xăm có chai giấy kéo như vậy.